Chào, ngày hôm nay tiếp tục tôi sẽ ôn tập cho các em nhé, các em quan sát và để sẽ hướng dẫn. Tính độ dài hình chiếu nha, tính độ dài hình chiếu nha của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền. Rồi cạnh huyền nhé các em. Biết tỷ số hai cạnh vuông là 5/4 và cạnh huyền là bằng 82. Rồi, vậy thì tôi phân tích bài các em. Trước tiên tôi vẽ cạnh vuông là trước hàng. Rồi. Đây là vuông nằm nha các em. Rồi. Đây là đường cao chúng ta. Đây là A này, B này, C này, đây là H nha. Đây là hai cạnh góc vuông, còn đây là hai hình chiếu này, đó trên cạnh huyền này. Ha. Rồi. Giờ tôi cho người ta cho ý nè. Ý đầu tiên là tỷ số hai cạnh góc vuông có nghĩa là AB trên AC, giả thiết nè. Giả thiết đề bài này cho điều này. AB trên AC. Người ta cho tỷ số là 5/4. Nếu mà vẽ bài đúng thì sao? Sao? 5/4 là cái cạnh này lớn cái này. Đúng không? Nếu mà vẽ 5/4 là cạnh này bé cạnh này rồi. Vậy thì em có thể ngược lại là AC trên AB. Được không? Nha. Đó. Hoặc có nhiều em để AB trên AC được không? Thì vẽ nhất đề cái này một chút xíu. Được không? Đó, không sao hết nha. Đó, 5/4. Rồi. Còn không thôi, em cách em có nhiều em trở nên làm vậy khó, làm xuôi đi. AB trên AC được không? Được. 5/4. Thì em vẽ hình em chỉ cần nhích một chút xíu thôi. Nhích về bên này. Đó, AB lớn hơn AC. Được. Được hiểu vấn đề đó không? Đó. Để em muốn vẽ hình, tôi muốn vẽ hình cho chính xác cho các em luôn. Nha. Đây, ví dụ về đây. Nhích qua lại. Ví dụ đây. Đây đây, vẽ hình nhỏ một chút xíu nữa. Nha. Đó, đây vô đi. Đây đường cao đây. Đây là A ha, H. Đó, muốn để vậy thì để. Không vấn đề gì hết. Nha. Và cạnh huyền người ta cho là BC đó các em. BC. BC bằng 82. Rồi. Yêu cầu tính BH và HC. Rồi. Cứ nhìn theo điều này nè, giờ đầu tiên tôi sẽ nói cái phương pháp này trước nhạc. Đây là thử làm cách đầu tiên ha. Tôi nhìn thế này, tự nhiên mà cho cạnh huyền mà cho tỷ số hay không? Các em á. Để ý chút xíu chương trình lớp 7 nâng cao chúng tôi cũng đề cập cái này rất là nhiều không? À, cạnh huyền chắc chắn là liên quan đến Pythagore. Đúng không? Có nghĩa là BC bình phương. Giả thiết là thêm là BC bình phương có nghĩa là bằng AB cộng AC tất cả bình. Đó, chính là bằng 82 bình phương. Đúng chưa? Đó, vậy thì tôi sẽ phân tích cái này, tôi sẽ tạo ra bình phương cái này. Rất đơn giản. Nha, đây này giả thiết đều thôi nha. Tôi viết cho em con thôi, giờ tôi mới giải chính thức này nha. Đó, đó giờ tôi mới giải này. Ta có AB trên AC bằng 5/4. Lúc này tôi sẽ bình phương hai vế này lên. Bình lên để tí tôi sử dụng quy tắc coi chứ. Trước tiên tôi chuyển đi. Nha, tôi chuyển cái này qua đây. Tôi chuyển này qua đây. Tôi chuyển này lên, chuyển này xuống. Tôi không làm bằng phép thế nha. AB trên 5 tôi dùng tính chất tỷ số bằng nhau làm nhanh hơn. Đó. Chuyển này lên, kéo này xuống, chuyển này lên, AC lên, ổn ha. Sau đó tôi bình phương hai vế lên. Bình này lên. Này 25 nè. Tôi bình lên đây nè, này dưới 16 này. Rồi sau đó tôi dùng tính chất dễ tỷ số bằng nhau. Tôi lấy AB bình cộng AC bình dưới là mấy bình? Dưới là 25 cộng bao nhiêu? 16. AB bình cộng AC bình bằng cái gì em? Có phải AB bình cộng AC bình theo Pythagore là phải bằng BC bình phương không? Đúng không? Vậy bằng 82 bình. Em lấy máy tính em bấm thì bằng được. 82 bình chia cho hai cái này cộng này là bằng 3, 30 là 41. Đúng không? Đáp số bằng 164. Wow, em sẽ tìm được AB và tìm được AC. Mà có AB AC thì BH và HC nhẹ nhàng, được không? Vậy thì là suy ra AB bình phương bằng chia làm 90 nhân nhé, được không? Rồi lấy 164 nhân 25. Tôi bỏ bình phương luôn nha, lấy căn luôn nha. Đó, lấy 164 nhân 25. Đáp số bằng 10/41. Và tương tự tôi sẽ tìm được AC luôn. Thì đây là nhân luôn. Lấy 164. 64. Nhân cho 4. Cắn này. Đến được 4 cắn 4. Rồi. Nhẹ nhàng được chưa? Có cạnh này chưa? Tìm được BH đâu? Định lý 1. Hệ thức lượng trong cạnh góc vuông. Bình phương cạnh góc vuông bằng tích cạnh huyền gì? Với hình chiếu của nó. Nha.
vậy thì ở đây AB bằng vuông đây, bằng tích cận huyền là BC nhân hình chiếu của nó là BH. Vậy suy ra BH bằng, em lấy AB bình phương lên, AB bình phương lên nha, bình phương lên lên này. Đấy đó, hay chính là 164 nhân cho 25 đó nha. Đấy, hay này ghi là 10 căn 41 tất cả bình lên đúng không, đó bằng nào là nhân chuyển qua là chia này, BC bằng 82 phải đáp số bằng, các em tính được BH bằng 50. Có BH thì tính HC nhẹ nhàng, lấy BC trừ đi số thấy to thấy sợ rồi em đó. Thằng nào dùng hệ đúng lượng được mà lấy BC là 82 này trừ đi BH đúng không, 82 trừ đi 50 đáp số bằng bao nhiêu em, 32 cộng các em trên này bằng. Rồi giờ tôi sẽ hướng dẫn cho em thêm một cách này nữa em, cách thứ hai yêu cầu tính cái này đúng không, liên quan đến hai hình chiếu mà các em học hình chiếu, liên quan đến hình chiếu này em có thể là liên quan đến lý một, đến lý hai, liên quan đến hình chiếu đúng không, bình phương cả góc vuông nha, còn tích cận huyền với hình chiếu của nó nha. Vậy đây này, có nghĩa là giờ này tôi sẽ ta có những hệ lượng ngắn AB bình phương được nghe em, còn tích cận huyền là bằng BC nhân hình chiếu của nó là gì, đây được không nha. Rồi tương tự bên kia cũng như luôn, AC bình phương bằng tích cận huyền là BC nhân cho em CH của nó, đây chiều nó này. Vậy giờ đây tôi sẽ lập tỉ số, tôi lấy 1, 2 thôi, tôi lập tỉ số hàng này chia nhau. Tại sao tôi chia? Tại vì chia để mất BC, có nhân tử BC đúng không? Tôi lấy 1 tôi chia cho 2, đó, chia ra nha. Còn tôi chia nhau nha, BH trên CH, trên CH nè, lấy này chia này nè, thấy không? Hai này giống nhau, mất, thấy chưa? Còn gì? AB trên gì em? AC, cái này bình phương đúng chưa? Đó mà bình phương rất là đơn giản nè em, AB trên AC có phải là bằng nhau 5/4 không? Mình sẽ thấy bằng 5/4 tất cả bình, có nghĩa là 25 phần bao nhiêu em? 17, 16. Cái này hiểu chưa? Vậy từ đây tôi suy ra BH bằng nha, rồi đến đây nè, nhiều cách giải coi cho con tính nhìn nha, có phải hai này cộng này bằng 82 không? Ở đây có hai cách, muốn xử lý cách nào cũng được. Tôi sẽ xử lý từ cách thứ nhất nha. Tôi làm cái, tôi rất là thích cái cách của lớp 7 nha, dùng biến chất tỉ số của nhau, thích làm lắm nha. Tôi chuyển này 2 năm xuống, tôi chuyển CH đây, nào, nồi lên kéo xuống ha. Sau đó tôi dùng biến chất tỉ số bằng nhau là BH cộng CH, giới là 25 cộng 16 nha. BH cộng CH bằng gì nữa đâu? Phải 82 không? Đúng không? Đó, để cho 82 này. Cái này chia này, trời ơi, nào cái này hay này em. Này chia 41 có phải bằng 2 không? Vậy từ đây suy ra BH chia chuyển lên thành nhân 50. Nghe không? Đó, tôi rất thích cái này nha. Ở từ đây suy ra CH và chia là chuyển lên thành nhân là 2 x 16 nè. Đáp số bằng bao nhiêu em? 82. Đó, đây nha. Cách thứ hai này, tôi sẽ hướng dẫn các em trong ngoặc vuông là chọn 1.2 nha. Tôi sẽ dùng cái phương pháp gọi là phương pháp thế nha. Để số hàng BH là 25 phần bao nhiêu em? 16 nha, nhân cho CH nha, chia chuyển lên là nhân. Mà tôi hỏi em BH cộng CH bằng bao nhiêu em? Bằng 82. Tôi thay vào, tôi tương đương BH thì tôi thế là 25 phần 16 nhân CH cộng CH bằng 82. Tới đây khỏi cần làm tay ship xô cũng được đúng không? Đặt BH bằng kia cho tôi. Em bấm ship xô lên các phải tương đương CH bằng nhiêu? Bằng quy đồng lên đây nè, 16 này. Đúng không? Quy đồng lên cũng được nha. Quy đồng khử gì? Khử mẫu. Được không? Quy đồng lên nè, 25 CH cộng 16 CH. Được không? Rồi chia 16 chuyển lên nhân 16 nè, cũng giải tay cũng được nha. Còn thích thì em làm tay ship xô đặt đây trước cho tôi. Nhập ship xô lên lập tức tìm được CH bằng 32. Mà có CH bằng 32 kết luận vậy BH bằng bao nhiêu, rất đơn giản. BH bằng lấy 25 chia 16 nhân cho CH, CH mới tìm là 32. 32 chia 16 được 22 nhân cho 25 đáp số bằng bao nhiêu em? Là 16 điểm. Tùy các em nha. Rồi các em quan sát tiếp theo này. Cho một tam giác vuông, đường phân giác của góc vuông chia cận huyền thành hai đoạn thẳng tỉ lệ 1 chia 3
À, các em nhớ đến tính chất phân giác nha. Đọc đến phân giác thì nhớ đến tính chất phân giác nha. Tính chất phân giác của một góc hàng xong em nhớ không? À, chiêu phân giác của một góc chia cả đối diện thành hai đoạn thẳng, tỷ lệ với gì? Hai cạnh kề hai đó, đúng không? Thì hai cạnh kề hai đó nha. Đường cao ứng với cạnh huyền chia tỷ số nào? Rồi, trước tiên tôi vẽ hình ra trước này các em. Tôi vẽ làm nhãn vuông trước. Ok. Đó, vẽ nghiêng nghiêng lại chút xíu. Rồi, ABC. Rồi, em vẽ đường phân giác trước nha. Cái phân giác nào? Này hai góc này bằng nhau không? Đây là AD nha. Rồi, giờ tôi tóm tắt cho mày chút xíu để xử lý nha. Là gì? Đường phân giác của góc vuông á chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng tỷ lệ 1 chia 3 có nghĩa là BD trên DC bằng 1/3. Đó. Giờ người ta yêu cầu là đường cao ứng với cạnh huyền chia theo tỷ số nào? Có nghĩa là giờ em phải tính vẽ đường cao vô. Đường cao nào? Cao là 2. Rồi, tiếp tục các em, người ta nói nè, đường cao ứng với cạnh huyền là đường cao ứng với cạnh huyền nha các em. Rồi, chia cạnh đó theo tỷ số nào? Chia cạnh đó là đường cao ứng với cạnh huyền chia cạnh đó là cái cạnh BC đó theo tỷ số nào? Có nghĩa là BH chia cho HC, nó là tỷ số bằng bao nhiêu? Giờ mình tính ra nha. Giờ trước tiên ở trong đây có tính chất phân giác này nha. Tính chất phân giác thì có tính chất là BD trên DC bằng AB trên AC. Thử viết ra cái điều này con để mình suy nghĩ nha. Rồi, tôi phân tích nha, tôi không nói tính chất gì nữa nha, làm nhanh luôn á. BD trên DC đó bằng AB trên AC, tính chất phân giác của góc bắc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỷ lệ với hai cạnh kề hai cạnh đó, đúng không, là bằng AB trên AC đó. Vậy thì nó bằng bao nhiêu em? 1/3 luôn. Thì đây nha các em nha. Rồi, tiếp theo các em. Rồi, các em quan sát tiếp theo nha. Giờ tôi lập nè, giờ sao có BH và HC đây nè. Tôi nói các em điều này nha. Muốn có hình chiếu thì có định lý mấy em? Định lý 1 và định lý 2 không? Giờ viết ngay định lý 1 là liên quan đến AB và BH nè. Bình phương cạnh góc vuông bằng tích cạnh huyền là BC nhân hình chiếu của nó là BH. Và tương tự, vậy AC bình phương bằng BC nhân gì em? CH. Tôi lập tỷ số ra 1, 2. Tôi lấy 1 chia 2 nha. 1 tôi chia cho 2. À, tôi lấy này chia này nè. Đó, BC chia BC là đơn giản mất nè. Còn BH trên CH đang cần tìm hai này nè. Bằng AB trên AC. Cái này bình phương nha, bình phương nha. Lũy thừa của một thương mình học là bằng thương các lũy thừa, đúng không? Đó. Mọi người ta đó. X nguyên chia Y nguyên bằng X chia Y tất cả nguyên. Mà AB trên AC nè. Nè, AB trên AC này sẽ cho vào 1/3. Tôi bình phương lên, đáp số bằng bao nhiêu em? 1/9. Em chỉ mình bằng. Rồi, tiếp tục em quan sát bài tiếp theo nha. Bài này khá khó đó nha. Cho một tam giác ABC có độ dài 3 cạnh A, B, BC và CA là 3 số tự nhiên liên tiếp tam giác. Rồi, cái AH là đường cao, đường trung tuyến anh em. Chứng tỏ rằng HM phải bằng 2. Rồi, vậy thì em quan sát này. Tam giác mà có 3 cạnh liên tiếp đó, ví dụ đây là AB nha, mình định dạng trước để vẽ cho nó chuẩn chứ đó. Ví dụ đây nè, đây là đặt A đi, thì cái này là liên tiếp tăng dần, cái này là A cộng 1, vậy là A cộng 2. Vậy cạnh lớn nhất là cạnh này, cạnh lớn nhất chắc là cạnh AC, đúng không? Vậy thì tam giác này lúc này nó xảy ra 3 trường hợp. Thứ nhất là tam giác nhọn, thứ hai là tam giác vuông tại B, đúng không? Chứ không thể vuông ở A và C được, tại vì hai cái cạnh này là cái cạnh cuối cùng này cạnh dài nhất mà, cạnh dài nhất chính ông vai trò là cạnh huyền, đúng không? Mà cạnh huyền thì chắc ăn không kề với góc vuông. Em hiểu ở đây không? Vậy một là nó nhọn là tam giác nhọn, hai là vuông ở B, ba là tam giác gì tù. Hiểu vấn đề đó chưa? Đó, hãy cẩn thận xác định điều này nha. Vậy thì trước tiên tôi vẽ hình và định dạng cho các em ạ. Đó, cái này chắc anh xếp như vậy ha. Tôi vẽ hình như vậy. Tôi vẽ đây đi. Đó. Vẽ to to hình này kỹ em nha. Như đây nè, B nè, đúng không? A, B, C nè, là đây là A nè. Đây là trường hợp thứ nhất nha. Đây là A cộng 1 nè. Nó phải lớn hơn, cái này phải lớn hơn, vậy sau này lớn cái này đó.
đó, như vậy nha các em nha, đó. Vậy là xét trường hợp nè, và tôi sẽ trình bày cho thầy nha, xét trường hợp góc B nhỏ hơn hoặc bằng 90 à, và có khả năng nó vuông ở B luôn. Em hiểu vấn đề không? Đó, chắc anh không thể vuông ở A và C được, tại vì mẹ em dài nhất mà, đúng chưa? Đó, và đi xét trường hợp ở đó ha. Rồi tôi vẽ, nếu mà tôi vẽ vậy thì nó hơi khó nhìn cho các em một xíu ha. Nó sát quá, kệ không sao làm luôn. Kệ đường cao B2 này, đường trung tuyến này em đi qua trung điểm ra, ngang cộng 1 đây. Hai cái này bằng nhau như thế này. Đó, cái đường trung tuyến kia vô, hai này bằng nhau này, kia vô, M nha. Rồi, giờ yêu cầu chứng tỏ. Giờ đây yêu cầu chứng tỏ nè, HM2 là cái khúc độ dài của thằng này bằng 2 này. Đó, yêu cầu chứng minh nha. Đó, chứng minh HM2 em nhìn vô đây nè, nhìn kỹ nha. Khi em vẽ đường cao thì có xuất hiện 5 mét vuông, mà đặt đây ở bài này lúc này xuất hiện tổng cộng có mấy 5 mét vuông? 3 mét vuông này là mét vuông lớn. Mà lời vẽ 5 mét vuông thì em phải nhớ có khả năng mình khai thác định lý Pitago được nha, để thiết lập. Vậy thì đầu tiên em đặt vô đây ha, đặt đi cái gì mình được, mình điền vô thì mình nói đó, đặt AB bằng A, BC là cạnh tiếp theo là đó, liên tiếp bằng nhau đó, rồi liên tiếp các em nha, A cộng 1, rồi AC lớn hơn nữa, liên tiếp lớn hơn nữa là A cộng 2 nha các em. Rồi vậy ở đây từ đây đến đây nha em, từ đây đến đây chính là A cộng 1 chia 2. Và từ đây đến đây cũng vậy luôn, chính là gì em? A cộng 1 chia 2 thôi. Đó, M là trung điểm ha, đừng trung tuyến nữa, đúng không? Vậy A cộng 1 chia 2. Vậy ở đây tôi có khả năng thiết lập để có gì? Định lý Pitago, một là tam, trong tam giác đen này và tam giác vuông lớn này này. Tôi đã làm thử trong tam giác nhỏ này này, thiết lập không ra. À, vậy thì tôi sẽ áp dụng định lý Pitago trong tam giác đen này và tam giác vuông trắng lớn là AHC này em. Nha. Vậy thì thiết lập coi hai này đều có chung cạnh, chung cái cạnh góc vuông là AH đó nha. Vậy thì mình thiết lập theo AH để mình thiết lập mối quan hệ bằng nhau cho nha. Nhưng mà chỗ này các em phải có BH đó, và tôi đặt là HM chứng minh bằng 2, tôi đặt là x đi ha, tôi đặt luôn HM bằng x luôn nha. Vậy thì tôi hỏi em từ đây suy ra BH bằng gì em? BH bằng gì? Có phải là bằng A cộng 1 chia 2 trừ đi x đâu, đúng không? Đó, đấy là BM trừ đi HM đấy em, đúng không? Vậy thì là bằng A cộng 1 chia 2 trừ đi x, chính là BH. Rồi, ở đây tôi sẽ xử lý này. Tôi áp dụng nha, định lý Pitago. Đó, trong hai tam giác vuông, trong tam giác vuông đầu tiên là AHC là tam giác đen đấy các em, AHB các em, và tam giác vuông trắng là lớn á, AHC nha các em. Rồi, bình phương trong góc vuông bằng bình phương cạnh huyền là A bình này, trừ đi B, BH bình phương là A bình trừ đi BH bình là có nghĩa là A cộng 1 nha, chia 2 trừ đi x tất cả bình phương. Rồi, tương tự bên này, tam giác vuông bên này AH bình phương bằng bình phương cạnh huyền này là A cộng 2 tất cả bình nha, trừ đi cạnh góc vuông còn lại. Cạnh vuông còn lại từ đây đây này em, từ đây mình cộng được là x cộng cho A cộng 1 chia 2, x cộng cho A cộng 1 chia cho 2, đúng không? Tất cả bình phương lên. Rồi, vậy từ đây em suy ra được này, em thấy hai này giống nhau không? Vậy suy ra hai cái đuôi này bằng nhau, A bình phương trừ đi A cộng 1 chia 2 trừ đi x tất cả bình phương bằng A cộng 2 tất cả bình trừ đi x cộng A cộng 1 chia 2 tất cả bình. Dạ bạn này, cái phương trình này có khả năng tìm được thích hợp. Vậy rất đơn giản, em thấy toàn hàng đang thức không ạ? Cái này đang thức tí. Hoặc có nhiều em làm gì? Làm bài dễ cực tí.
A bình trừ B bình bằng A cộng B trừ B cực góc nha. Dạ, phân tích thành thức luôn, đừng sợ nha, cứ phân tích thành thức thôi. A bình nha, bằng cái này bình phương lên nha, cái này bình phương lên là cái gì em? A cộng 1 chia 2 tất cả bình thì bằng cái gì? Tôi bình phương lên luôn nha, vậy thì bằng A bình để dấu trừ ngoài luôn nha, dấu trừ ngoài đây luôn này, bình phương lên nè, A bình cộng 2A cộng 1 chia 4, cho nên em hiểu không? Rồi trừ 2 lần AB nhưng mà trước có dấu trừ phải đổi dấu, 2 nhân 2 là A cộng 1 chia 2, cái bỏ này luôn nè, nhân B là nhân đấy, cho nên em hiểu không? Cộng B bình phương là cộng B bình phương biến thành trừ B bình phương, tại vì đằng trước có dấu trừ. Phân tích ra, tiếp tục cái này phân tích ra cũng khá dài nha các em, cũng ngắn đâu đó. Bằng phân tích ra bằng A bình cộng 4A cộng 4 được không? Rồi hãy phân tích ra A cộng B là bình bằng A bình đây là cộng B bình phương, nhưng mà trước có dấu trừ ghi này, để dấu trừ ngoài luôn ha các em, phá luôn trừ B bình phương, trừ 2 lần 2 nhân B để có nghĩa là trừ 2 nhân A là thích này, đúng không? Đằng trước có dấu trừ này, dấu trừ đó A nhân cho A cộng 1 chia 2 là giống giống bên đó ha. Đó cộng B bình phương lên là cộng B bình phương này, A cộng B là A cộng 1 chia 2 tất cả bình phương lên, nhưng mà đằng trước có dấu trừ phải đổi dấu nha. Đó và phân tích này ra luôn phải là trừ A bình phương cộng cho 2A cộng 1 chia cho mấy A? Chia cho 4. Cái này hiểu chưa? Phân tích thành thức rồi, và chỗ này cố gắng làm nhanh đi nè. Cộng A bình phương chuyển qua đây, trừ A bình phương, hết, bỏ luôn. Hiểu không? Đây là cộng 4A đúng không? Này cộng 4A nè. Cộng 4A. Thì tôi làm cái này trước đi, cho đơn giản này trước cho em đỡ bị rối nè. Rồi đây là dấu trừ đúng không? Chuyển qua đây là dấu gì? Cộng. Cộng bằng 2 này đối nhau không? Hết. Mất này rồi, bạn này còn khỏi chuyện gì con mẹ. Rồi em nè, dấu trừ nè, dấu trừ chuyển qua đây dấu gì? Cộng. Hai này đơn giản mất không? Phải còn a cộng một nhân x đúng không? Rồi cái này cũng là vì em trừ a cộng một nhân x, hai này đơn giản mất nè, trừ chuyển qua là cộng và các số bằng lúc này bằng 2 nhân cho a cộng một nhân x, hiểu không? Đó tiếp tục trừ x bình phương chuyển qua cộng x bình phương, hết. Được chưa? Đó. Ở đây cộng gì? Cộng 4A chuyển qua đây nè, trừ 4A. Cộng 4 chuyển qua là gì? Trừ cho 4 bằng 0. Có nhân tử này không? Đừng có sợ gì hết, từ từ nó cũng ra thôi. Thật gì đó mà trừ 4 còn A cộng 1. Có nhân tử chung là gì? Ra trong này còn gì? 2 trừ cho 4 bằng 0, phương diện tích hai trường hợp A cộng 1 bằng 0. Thấy gì chưa? Cái lượng A bằng đấy, A bằng 0, 1. Mà âm 1 thì không bao giờ tồn tại được, tại vì đồ giai đoạn nặng không thể âm. Em hiểu không? Cái này ngoài x bằng mấy? X bằng 2. X bằng 2 chính là HM đấy. Vậy HM chính là x mà mấy em? À, em chỉ mới bằng. Giờ tôi sẽ thử xét cái trường hợp B là góc tù. Cái này đã nói này nó cũng nhỏ là vuông rồi ha. Giờ tôi sẽ xét B là góc tù. B lớn hơn 90 độ góc tù nha. Tôi sẽ biến đổi cái tam giác này đi một chút xíu ha. Đó, cho nó tạo thành góc tù. Rồi, cái, nếu mà nó đã phương trình ra giống vậy thì mình chỉ cần vẽ hình thôi, mình nói thôi là không sao. Đây là B này. Góc tù là như vậy. Tôi đưa B về đây đi nha. Đây. Đó. Đây là góc tù nha các em nha. B là góc tù đây nè em. Và đây là A ha. Đây là C nè em. Phải hạ đường cao xuống chứ, đúng không? Hạ đường cao là nổi lên nè. Đấy. Đường cao đấy, nổi xuống. Đường cao đấy, vẽ đứt cho em nhìn nha. Rồi, đường trung tuyến đây
chiều độ BC ra M nằm đây ha. Hãy đừng liền cho các em coi này, ha. Bài tập đặt giống như bài kia luôn, đây là E nè. À, từ đây đến đây là A cộng 1 nè, đúng chưa? Còn đây là A cộng 2 nè. Vậy chia đôi ra đây là A cộng 1 chia 2 nè. Đó, đúng không? Còn đây cũng là A cộng 1 chia 2, các bạn viết cho coi nha. Đó. Vậy thì coi nó có giống nhau không? Giống nhau cái gì không nè? Tôi đặt cũng vậy luôn. Đặt y ra vậy luôn ha. HM người ta, giờ mình đặt HM này nha. HM là bằng x đó, là tính chứng minh này là bằng 2 đó nha. Vậy thì BH bằng cái gì? Có phải là lấy x trừ đi cái này không? Đúng không? À, vậy thì tôi cứ thử thường dạy có thành công nha. Đó. Tôi làm y rang để vậy luôn nha. Nhưng mà chỗ này phải thay đi này em. Lúc này BH á, BH cái này nó bằng gì em? BH độ dài x trừ đi A cộng 1 chia 2. Giống không em? Giống mà chưa không? Biết sao giống hay không? Mình học quy tắc là khi bình phương nên A trừ B chính là bằng B trừ A của bình. Đúng không? Đó. Nhưng mà nhiều em không nhận xét được. Không sao, giải lần nữa. Thử ra giải lần nữa thành công nha. Đó. Vậy thì câu cũng làm được như vậy thôi. Giải ra cũng giống vậy thôi. Còn em nhanh trí thì em biết điều đó rồi, cũng khỏi luôn. Đó. Vậy thì tôi sẽ làm nhanh đây nha. Áp dụng pi được rồi, trong trăm giác vuông AHB. AHB đúng rồi, A bình phương bằng bình phương cạnh bề là A bình trừ đi HB bình phương, mà HB bình phương chính là bằng gì em? X trừ đi A cộng 1 chia 2 tất cả bình phương lên. Thấy không? Rồi, tương tự AH bình phương trong giác vuông lớn nè bằng bình phương cạnh bề là A cộng 2 tất cả bình trừ đi từ đây này em. Từ đây đến đây. Từ đây đến đây là gì em biết không? Từ đây đến đây có là gì em? X đúng không? Cộng A cộng 1 chia 2. X cộng A cộng 1 chia mấy em? Chia 2. Hiểu chưa? Vậy từ đây các em suy ra được nè. Cái này bằng cái này. Cái này bằng cái này luôn nha. Tôi biết lại chậm cho coi nè. Giờ tôi sẽ phân tích. Hàng thức phân tích ra thôi. Nha. Bằng A bình, cái này viết ra nè, trừ. À, trừ là ngoài viết về độ dấu đó, bằng cái bên trong là 2 trừ B, cái bình bằng A bình phương, là S bình phương cộng S bình phương biến thành trừ S bình phương. Đúng không? Và tôi làm nhanh, tôi rút gọn luôn nha. Trừ 2 lần AB nhân B, trừ, đằng trước có dấu trừ nữa, biến thành nó cộng. 2 nhân X nhân cho cái này, đơn giản 2 đi. Tôi ghi là gì em? A cộng 1 nhân X luôn. Tôi làm nhanh chỗ này nha. Cộng cho B bình phương biến thành trừ B bình phương, tại vì đằng trước có dấu trừ. Biến thành sẽ đề bài luôn em, hỏi phân tích nha. A cộng 1 chia 2 tất cả bình đề bài luôn nè. Đó nha, tí như đơn giản được đúng không? Hỏi phân tích nó cực lắm. Rồi giờ tôi cái bằng nha, cái này bằng A bình cộng cho 4A cộng cho 4. Rồi đằng trước có dấu trừ nha, đổi dấu nha, biến thành trừ bình phương nha. Trừ 2 lần 2 nhân B là cộng, phải đổi dấu á nha. 2 nhân này như này mất luôn. Vậy mất 2 đi thì còn gì em? Còn A cộng 1 nhân x cộng cho B bình phương biến thành trừ B bình phương là A cộng 1 chia 2 tất cả bình phương lên. Rồi này tôi xử lý này em. Cộng là cộng trừ con trừ, trừ A bình hết. A bình trừ A bình hết nha. Rồi cái này tôi đặt chân cho các em dễ nhìn. Đó, cho nó tiện, cho nó chuẩn rồi. Rồi tiếp tục nha. Trừ x bình phương nè. Trừ x bình phương chuyển qua cộng x bình phương, trừ với cộng hết. Rồi nè, cái này trừ này, này trừ này chuyển qua là cộng nè. À, có nghĩa là a cộng 1 x cộng cho a cộng 1 x có nghĩa là 2 a cộng 1 x. Ở đây trừ nè chuyển qua là cộng nè. Trừ này chuyển qua là cộng nè, đối nhau mất nè. Cộng 4 a chuyển qua là trừ 4 a. À, cộng 4 chuyển qua là gì? Trừ 4 bằng không. Đặt nhân tử giải tiếp đúng hệ cái phương trình kia thôi đúng không? Đặt cái trừ ra ngoài, trừ 4 ra ngoài, còn a cộng 1 đúng chưa? Bằng không. Tương đương đặt A cộng 1 ra ngoài thì lúc này bằng nhiêu em? Còn 2 này đặt này ra còn 2x trừ cho 4 là không. Tương đương
Vậy 4 này bằng 0 thì một trong hai cái này phải bằng gì? 0, đúng không? Vậy tương đương A cộng 1 bằng 0. Vậy tương đương A bằng bao nhiêu em? 0. Đúng chưa? Rồi, hết bằng chuyển qua này. 4 chia 2 bằng 2. Kết luận 1. Vậy sao em? À, 4 này bằng 0 thì một trong hai cái này phải bằng gì? 0. Nhưng mà cái này A độ dài không? Có phải không? Không. Rồi anh. Đúng không? A là độ dài chặn AB mà làm sao âm được? Đúng không? Vậy loại vậy chỉ cần lấy giá trị bằng mấy em? 2 nha. Vậy muốn chỉ cần x bằng 2 thôi là tức cái này bằng 0. Vậy BHM chính là bằng x đấy. Bằng 2. Điều phải chính. Tiếp tục em quan sát đến bài tiếp theo nha. Bài cũng khá hay đây. À, cho hình thang cân có đường chéo vuông góc với cạnh bên. Đường chéo vuông góc với cạnh bên. Wow. À, hình thang cân như thế em. Hình thang cân phải nhớ cấu tạo nha. Hai cạnh bên bằng nhau. Các góc hai góc các góc kề đáy bằng nhau đúng không? Rồi hai đường chéo bằng nhau đúng không? Hai cạnh bên bằng nhau. Đó. Khai thác điều đó như các em nha. Tính chu vi và diện tích hình thang biết đáy nhỏ bằng 14 và đáy lớn bằng 50. Các em nhớ là chu vi của hình thang bằng 4 cạnh cộng lại. Đó, còn diện tích hình thang rất đơn giản bằng 1/2 đáy bé cộng đáy lớn nhân cho đường cao học là được nha. Vậy trước tiên em vẽ hình đó đi. Trước tiên tôi vẽ hình thang trước. Hình thang cân. Này chưa vuông không sao hết nha. Rồi A B C D nè, có đường chéo là vuông góc góc cạnh bên nè, và đường bên này cũng vậy luôn. Đó, tương tự cũng vuông luôn. Nào như vậy cũng vuông luôn các em ha. Có đáy bé bằng 14 nè, đáy lớn bằng 50 nè. Đó, yêu cầu tính chu vi của nó, chu vi và diện tích. Là em nhớ bài này nha. Em để bài thì em không thể dạy được những kỹ đường. Phải vẽ ngay cái đường vuông xuống cho rồi. Nè, vẽ đường vuông vuông góc này. Này. Đây là AH đây. Kẹn đây là BK đây. Nha. Một vuông, hai vuông. Mà hai ngày song song với nhau. Mà đây vuông thì đây cũng có gì đây? Vuông, ba góc vuông. Hình chữ gì? Nha. Hình chữ nhật thì dẫn đến bốn các cạnh đối bằng nhau. Đây 14, đây 14. Đó, đó là tư duy đó. Nha. Đây 14. HK bằng 14. Vậy thì em lấy 50 em trừ 14. Đúng không? Đó, có phải là 36 không? 36. Đó, còn hai khúc này cộng bằng 36. Khúc này cộng khúc này 36. Khúc này bằng khúc này. Hai khúc này cộng lại bằng 36. Đúng không? Mà hai khúc này bằng nhau rất là đơn giản vì hai trăm giác vuông bằng nhau. Trường hợp cạnh huyền các nhau. Tại vì thang cân thì hai cạnh bên bằng nhau, hai góc kề đáy bằng gì? Nhau, đúng không? Hai trăm giác này bằng nhau đến hai cạnh này bằng nhau. Hai cạnh này bằng nhau nhé, mà hai cạnh này cộng này bằng bao nhiêu em? 36 thì một cạnh bằng 18. Thôi có 18 thôi. Dùng định lý 1, bình phương cạnh góc vuông bằng tích cạnh huyền là 50 nè. Nhân hình chiếu của nó là 18 nè. Tìm được cạnh bên không? Có cạnh bên không? Tìm được chu vi liền. Rồi có cạnh này, có cạnh này. Pythagore tìm ra đường cao. Lập tức tính được diện gì? Diện tích. Hiểu chưa? Rất là đơn giản không? Nhớ kỹ điều nha. Hình thang cân này cạnh này nhớ rồi. Vậy thì cách trình bày nó quan trọng lắm các em nha. Em phải kể nè. AH vuông góc với CD, BK vuông góc với CD luôn nha. Rồi nói luôn tứ giác luôn nha, tứ giác AH KB là hình chữ nhật, không cần phải chứng minh nha. Nha các em, đây là toán Casio cũng không cần phải chứng minh rõ ràng quá nha. Là toán cơ thì cần phải hỏi. Rồi, tại vì đây vuông vuông rồi mà hai này song song, mà đây vuông thì vuông. Tại vì một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại, đúng không? Đó, ba vuông hình chữ nhật. Mà hình chữ nhật nên HK bằng AB bằng 14 cm. Đúng chưa? Mình giải quyết được là HK rồi đó. Rồi. Vậy từ đây suy ra DH cộng KC chính là bằng 50 trừ đi 14. Nó bằng 36 cm. Đúng không? Hai cạnh này cộng lại bằng cạnh này. Cạnh này là dài nhất là trừ đi này, phải nói ra hai này không? Rồi, mà DH bằng KC giải thích. Vì tam giác vuông ADH
bằng tam giác vuông BKC. Cái trường hợp cạnh huyền góc gì nhỏ như mình nói là cùng cạnh huyền chúng mình nha. Đó. Vậy từ đây suy ra là hai cạnh này cộng này bằng 36 mà hai cạnh này bằng nhau, vậy suy ra mỗi cạnh tự động biết điều này luôn. Bằng 36 chia 2 có phải 18. Rồi thế đây mình áp dụng hệ trước cửa. Ok. Hệ trước cửa. Trong tam giác vuông đây là ADC. Bình phương cạnh góc vuông có nghĩa là AD bình phương. Bằng tích cạnh huyền là 50, hình chiếu của nó là 18. Em bỏ bình phương đi, em lấy căn đây, đặt số vào. Lấy căn đây. Cái này thôi, tôi giảm được 20 năm ngoài 1 năm. Cái này 36, 36, đặt số 30. Rồi. Các em bấm chậm thế. Rồi. AD bằng 30 rồi, dễ là vào không? Tìm luôn gì luôn, tìm luôn chiều cao luôn để kết luận chu vi nhiệt đất luôn nha. À, số này thì các bạn khi được lo hay dùng định lý máy không lý hai được không, bình phương được cao bằng tích hai hình gì, hình chiếu thế luôn này. 18 này, cái này cái cộng này là 2 là 32 này được chưa? Đó em được hệ thức lượng luôn cũng được, chẳng sao dùng Pythagore trong áp vuông ADH cũng được nha các em. Tôi hình hệ thức lượng AH bình phương bằng 18 nhân cho cái này 14 nhân 18 14 cộng 18 chứ nghe, 14 cộng 18 vậy là bằng 32. Đúng không? 32 trừ 2 ra, cái này còn 9 ra ngoài bằng 3. 3 64 64 8 đáp số bằng 24. Cảm ơn nhé. Đáp số bằng 24. Đúng không? Rồi. Kết luận. Vậy chu vi của anh này bốn cạnh trong này đấy bao nhiêu 14 cộng bao nhiêu 30 cộng cho 50 cộng cho nhiêu 30 đúng không, là 60 101 đúng không, 124 cm. Rồi diện tích của hình tam này nha, diện tích hình tam này S bằng 1 phần 2 đáy bé cộng đáy bé và đáy lớn 14 cộng 50 nhân đường cao của nó này em, đường cao của nó chính là AH đó, mà AH mình tìm ra 24 rồi. Đặt số cuối cùng bằng 768 cm vuông em.